Thế lại xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại lên một tác phẩm tím điện tử cho toàn thể các bác sưu tầm. Đấy. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ những cái mặt hàng đa dạng phong phú nữa, giá cả hợp lý nhất cho toàn thể các bác sưu tầm. Đấy, thì đây là một cái mặt bông tím điện tử rất là đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp và phê pha. Cái giò này có 5 thân hoa, 6 mầm gốc, rất yêu thương. Đó. Tác phẩm tím điện tử rất nổi tiếng một thời. Thực sự bông nó rất là đẹp, các bác nhìn kỹ qua màn ảnh nhỏ. Đó. Thì bác nào sưu tầm cái giò này, alo cho em. Nó là một tác phẩm nghệ thuật chưa hề bề đẹp các bác nhé. Còn rất là nhiều nổ về các bác có thể ngắm. Đó, cực kỳ đẹp. Rất đẹp luôn. Đó. Và tiếp theo thì em quay những cái tác phẩm nữa. Thì cái tác phẩm to này, đây là tác phẩm to đại này. Đấy, thì đã bán được một bác khách rồi, chiều gửi xe cho bác. Đó, tác phẩm này rất to, to cực kỳ luôn. Và em chia sẻ cho các bác nhà mình rất là nhiều loại luôn. Thì trước mắt các bác, các anh em nhà mình đây là một cái chậu mắt mờ hải dương, hay còn gọi 5 cánh trắng hải dương mắt mờ. Đấy, cây này thì nó đang có nụ, rất nhiều nụ luôn. Nó có 3 mầm gốc, 3 thân hoa. Một thời cũng rất đình đám, như bây giờ mang tính chất sưu tầm thôi. Thì em cũng nói luôn, chia sẻ yêu thương luôn, 400.000 nhé. 400.000 cho các bác sở hữu về ngắm hoa chính chủ nhé. Mắt mờ hải dương rất đình đám một thời, chỉ 400 thôi. Đấy, là các bác đã sở hữu được một cái giò to như thế này. Đó. Tiếp theo là em chia sẻ, trước khi em chia sẻ cái chậu ám địch quả, quay cho bác một xem một cái dòng mít. Mít mà hoa thì đẳng cấp rồi. Đó, cánh bầu bác nhìn nổ phê chưa? Nên mai nở mời các bác cùng ngắm để quay nhanh cho các bác luôn. Vì thời tiết nó oi bức và máy nó đang rất là bỏng và nó sẽ bị đơ. Và trước màn hình các bác, các anh em mình đây là một cái chậu mít địch quả. Ám lá nhờ địch quả nó có hai loại, mít và loại thường. Thì đây là một cái chậu lá mít luôn. 1 2 3 4 thân. Và 3 thân tơ, 4 mầm gốc, rất đẹp. Thân già vẫn còn nguyên. Và đặc biệt là nó đang có nụ các bạn. Đấy, về các bác có hoa chính chủ. Đó. Thực sự nói với các bác, bây giờ là lan va, bây giờ là người ta ít người mua lắm. Người ta chỉ mua sưu tầm những cái mặt hàng chơi hay bày đẹp là chính thôi. Đó, lan va bây giờ những người đam mê thật sự có tiền người ta mới mua sưu tầm thôi. Và bây giờ tất cả các anh em bán cũng không đo sen đo xiếc gì nữa. Đấy, nó bán linh tinh bành, có nghĩa là không ở cái mức giá chung nào hết. Mỗi người có một cái mức giá khác nhau. Đó. Nó thành ra bị hỗn loạn. Thực tế là như thế. Thế thành ra những cái loại này bây giờ nó hiếm. Mà bây giờ nó lại còn được cả giá hơn những hàng va cao cấp các bạn. Đấy, thì cái chậu tác phẩm tím tây, ám lá nhờ địch quả này, em chia sẻ cho các bác nhà mình là 600k các bác nhé. 600k, rất đẹp. Thì nó có 4 mầm gốc. Đấy, bình thường 2 mầm này thì đã bán 300 rồi. Đặc biệt nó có nổ, các bác ngắm chính chủ luôn. Cuối năm những cái giò này thì nó kinh khủng lắm các bác. 600.000, em chia sẻ yêu thương. Và tiếp theo thì ở đây còn hai cây tím điện tử rất đẹp, đang có hoa các bác này. Về các bác tự trồng nhé, rễ rất xanh và cái dòng này rất khỏe, rất lực. Nó sống bạo lực luôn. Đấy, sức sống nó rất mãnh liệt. Nó đang có nụ. Thì cái tím điện tử này thì em chia sẻ cho các bác nhà mình là 150k cho cái đơn số 1. Về các bác trồng nhé, 150 này, đó. Số 2 thì là 100, nó đang có hoa này. Đó. Môi của nó là môi tuyết các bác ạ, rất là đẹp. Đấy, nhìn nó rất đáng yêu nhá, sinh ra lớn lên tại núi Yên Tử của Bắc Giang, Bắc Ninh. Đấy, thì đặt tên là tím Yên Tử, tím Tây Yên Tử. Đấy, thì cái đơn số 2 em chia sẻ các bác 100. Hàng này là mang tính chất sưu tầm các bác nhá. Nó rất đẹp, hoa rất thơm, môi tuyết rất đẹp, rất dày bông. Đấy. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác nhà mình là mấy cái cây hàng va một thời đình đám này. Và em chia sẻ luôn chậu Juvet này, em chia sẻ cho các bác là 500 nhé.
gọi là bán cái giá này là giá lợn chết cho các bác sưu tầm thôi, bác nào thích hàng vàng xịn sò cao cấp à. Đó, tiếp theo thì Bảo Duy, thì cái đơn này thì nó có một mầm gốc đá lên còn mắt nguyên. Em chia sẻ cho các bác là mình là yêu thương nhé, để các bác sưu tầm được này, 250. Đấy, 250 các bác nhé. Còn cái đơn số 4 này thì nó là hai mầm gốc, em chia sẻ 300. Đấy, còn chợ Hồng Phai này thì là 500. Qua có bác khách bảo đổi cho bác cái kỳ kiều, thì có bác bảo thì anh chốt, nhưng mà cho anh gửi một tuần thì không biết bác lấy không. Đấy, thì là chia sẻ Hồng Phai 500. Cái giống này rất là ít, và thực sự giá 500 là rất là yêu thương rồi. Nó là dòng lá mít, Hồng Phai mệnh danh là lá mít các bạn. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác này mấy cái hàng nữa. Hồng Minh Châu, Hồng Gia Lai, Hồng Liên Anh, toàn những mặt hồng đáng chơi trong những thập niên vừa rồi. Đấy, còn Hồng Diệp thì em còn 2 chậu, em vẫn xả cho các bác nhà mình là 100.000 chậu. 100.000. Đấy, Hồng Minh Châu thì nó có hai mầm gốc đẹp khỏe nhá, em bán cho các bác là 200.000. Đấy, cây quả lấy của anh em này, Minh Châu công ty này. Lúc công ty là đâu 1.4 tỷ các bác ạ. 1.4 tỷ ạ. Em nhớ là 1.4 tỷ 2 chậu này. Em chia sẻ 200. Đấy, đơn số 5. Và đơn số 4 thì em chia sẻ là 300. Thì có 1, 2, 3, 4, 5 đầu 300 Hồng Minh Châu. Các bác nhé, bác nào thích sưu tầm thì lấy. 1.4 tỷ bây giờ bán cả 2 chậu được 500.000. Thì có biết là mất nghiệp luôn. Tay to chơi làn ở em bây giờ đấy, làm những cái nhà 50-60 tỷ. Bây giờ vỡ nợ, không biết là vỡ nợ vì cái gì phải bán này các bác này. Đấy, cuộc đời nó nay xuống dốc, nay lên thiên đình, nó rất là khó, không ai biết trước được gì. Đấy, thì em quay đã báo giá rồi. Hồng Gia Lai thì hai thân đẹp phê pha như hình, 200.000 nhé. Đấy, các bác, 200.000, to lắm. Đây các bác nhìn, hàng mang tính chất sưu tầm thôi. Chợ Hồng Liên Anh này, em chia sẻ là 1, 2, 3, 4, 5 đầu, 6 mầm gốc Hồng Liên Anh nhé. Em bán cho các bác sưu tầm 200.000. Rất đẹp. Hồng Liên Anh 200.000. Đó. Cây thì các bác yên tâm, hoa nở 4 vỗ rồi. Tiếp theo là chậu số 1. Đây chậu số 2. Và chậu số 1 cuối cùng vẫn là Hồng Liên Anh nhé. Đấy các bác nhìn này, rễ khỏe. Trước à, thì đừng có nói có chuyện mà trồng cả cổ như này. Chẳng qua nó rỉ thì bây giờ người ta lười không tách nữa. Ngày xưa một cái mắt ngủ này cũng quý các bác. Thế một cái kỳ con này là quý lắm các bạn. Bán một phát đôi chiều ngay mà. Thời thế thế thời, không ai biết trước được. Em cũng chia sẻ ba thân này là 200. Đó, 200 cho bác sưu tầm nhé. Đấy, còn tiếp tục thì em quay cho các bác là hai cái đơn không tên. Đơn này thì là 2 triệu. Đấy các bác, 1.8 triệu nhé. Đấy là đơn số 1. Đơn số 2 là 5 cái nhánh thảo chi 2 triệu, cũng chia sẻ 1.8 triệu. Bác nào thực sự yêu thì lấy nhé. Ngọc Sơn Cước 300.000 cho đơn số 13. Số 12 200.000. Rất đẹp luôn các bác nhé. Đó. Và đơn số 6 là Bảo Duy nhé. Bảo Duy bây giờ đi mua người ta không đo sen được các bạn, không tên thế. Mầm gốc khỏe đẹp 500.000. Số 4 Bảo Duy 500.000. Đấy. Đơn số 3 Bảo Duy 400.000. Đó, mầm gốc đẹp. Đơn số 2 Bảo Duy một mầm gốc, một thân mẹ rất to rất lực, 500.000 các bác ạ. Đấy, và đơn cuối cùng Bảo Duy thì là 300.000. Một mầm gốc kẻ nhá, mắt chính thì sên nó chén rồi. Đó. Và cái này về các bác vật nó ra. Theo em các bác vật nằm ngang ra, lồng chậu to thì nó sẽ ra sên mầm gốc thì nó sẽ phá kỳ đang nứt này. Thì cái chậu này các bác sẽ được 1, 2, 3, 4, 5 kỳ nhé. 5 kỳ. Nên là các bác yên tâm, 300.000 nhé. Chia sẻ cho các bác hộ nghèo. Đó, đơn số 6 vô thường 500.000. Rất khỏe, rất lực. Đó, người đẹp Bình Dương 800.000. Hai mầm gốc đẹp phê pha. Là đơn không có cáp này. Thì em gọi là đơn số 1 800.000. Đơn số 2
350.000. Người đẹp Bình Dương. Đó. Tiếp tục chia sẻ cho các bác là sen Hồng Hàm Yên. Số 1 150. Số 2 150. Số 3 150, hàng mang tính chất sưu tầm nhé. Đấy. Tiếp tục một chậu hồng giai nhân 800.000. Giá này giá yêu thương cho các bác sưu tầm rồi nhé. Rất đẹp. Đó, rất đẹp các bạn. Mầm gốc khỏe lực, cây này rất khỏe luôn. Đó. Hồng Phú Quốc 400k. Đó, 400k. Ở đây còn lâm sung này. Số 1 200, số 2 200. Đấy, bác nào lấy chỗ nào lấy nhé. Tiếp tục chia sẻ một em Breku 2 triệu Black, mầm gốc khỏe đẹp. Xin lỗi các bác, chia sẻ các bác 1,5 triệu nhé. Nó nhỏ nhưng nó có vỏ. Đó. Vĩnh Khang 2 triệu. Cây khỏe lực đẹp các bác nhé. Tiếp tục một bi Vĩnh Khang 500.000. Giá bằng cái mắt ngủ thôi, để cho các bác có cơ hội sưu tầm được. Một em cờ đỏ 1 triệu 2, lấy các bác 1 triệu nhé. Cây này rất lực các bạn, rất đẹp. Đó, Khổng Tước 200.000. Trả nốt cho các bác. Không tên là 400.000 một kỳ. Bác nào lấy